Xin chào các em, cô tên Lô Hiên Nga, là giáo viên trường tiểu học Bê Ký Ngang. Cô rất vui khi được đồng hành với các em trong bộ môn tự nhiên và xã hội lớp 1, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Trong lúc cô giảng bài, các em nhớ chú ý lắng nghe nhé. Trước khi sang bài mới, cô và các em sẽ ôn lại bài cũ, sinh hoạt trong gia đình. Các em cho cô biết những việc nhà mà các em đã làm được. Ồ, cô tin chắc là các em đã làm được nhiều việc giúp gia đình rồi. Cô có lời khen các em. Còn những em chưa làm được việc nhà thì các em cố gắng tập làm nhé. Tiếp theo, các em cho cô biết gia đình em thường làm gì vào các ngày nghỉ. Vào ngày nghỉ, gia đình mình có thể nghỉ ngơi và vui chơi cùng nhau. Điều đó sẽ giúp cho gia đình hòa thuận, hạnh phúc hơn đấy các em ạ. Và nay, tiếp nối chủ đề gia đình, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu bài 3, nhà ở của em. Sau bài học, các em nêu được địa chỉ và đặc điểm của ngôi nhà em ở, nêu được một số đặc điểm xung quanh nơi ở của em. Để mở đầu bài học, cô và các em sẽ cùng khởi động với bài hát Ngôi nhà của em, dưới sự trình bày của các anh chị lớp 5 nhé. Ngôi nhà của em là nơi em sống trong gia đình. Có mẹ và ba cùng anh em sống vui tràn hòa. Ngày ngày vào ra tình thân như càng thêm thân thiết. Ngôi nhà của em là tổ ấm của gia đình em. Ta ơn Chúa đã ban cho em một ngôi nhà để cho em có khi nắng khi mưa. Ta ơn Chúa đã cho em nơi ăn nơi ngủ, con chỗ chơi đùa cùng chó cho em học bài. Ngôi nhà của em là nơi em sống trong gia đình, có mẹ và ba cùng anh em sống vui tràn hòa. Ngày ngày vào ra tình thân như càng thêm thân thiết. Ngôi nhà của em là tổ ấm của gia đình em. Tạ ơn Chúa đã ban cho em một ngôi nhà để cho em có khi nắng khi mưa. Tạ ơn Chúa đã cho em nơi ăn nơi ngủ, có chỗ chơi đùa cùng chỗ cho bài hát đã nói lên các anh chị rất yêu quý ngôi nhà của mình. Còn các em có yêu quý ngôi nhà của mình không? Cô tin chắc là các em ai cũng yêu quý ngôi nhà của mình vì đó là nơi ta sinh ra và lớn lên. Ở đó có ông bà, cha mẹ, anh chị em ta cùng sinh sống. Ở đó thật đầm ấm và thân thương phải không các em? Và để đạt được mục tiêu bài học, chúng ta cần tiến hành qua các hoạt động. Hoạt động 1. Đặc điểm ngôi nhà và các phòng trong nhà. Hoạt động 2. Đặc điểm xung quanh nhà ở. Hoạt động 3. Kể về ngôi nhà của em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu hoạt động 1. Đặc điểm ngôi nhà và các phòng trong nhà. Chúng ta hãy đến thăm nhà của bạn An và các con cho cô biết nhà bạn An ở đâu, trong nhà bạn An có những phòng nào. Nhà bạn An là nhà số 18, đường Tô Hiệu. Trong nhà An có một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng bếp và phòng vệ sinh. Cô khen các bạn đã trả lời đúng. Các em biết không, trong nhà thường có phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ
và nhà vệ sinh để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của các thành viên trong gia đình. Qua hoạt động 1, các em đã nắm được đặc điểm của ngôi nhà và các phòng trong nhà. Bây giờ cô và các em sẽ cùng tìm hiểu hoạt động 2, đặc điểm xung quanh ngôi nhà. Ở hoạt động này, các em hãy quan sát hai tranh phía dưới đây và các em hãy nêu đặc điểm xung quanh ngôi nhà. Và bây giờ các con hãy cùng cô quan sát bức tranh dưới đây. Đây là ngôi nhà ở đâu, nông thôn hay thành thị? Và xung quanh ngôi nhà có những gì? Cô khen một số bạn đã trả lời đúng rồi. Đây là nhà ở nông thôn. Xung quanh ngôi nhà có lũy tre, có ruộng, có hồ sen và có rất nhiều cây cối xung quanh. Và đây là nhà ở đâu vậy các em? Xung quanh nhà có những gì? Đây là nhà ở miền núi. Xung quanh nhà có rất nhiều những ngọn núi và cũng có rất nhiều cây cối. Nhà ở miền núi thường được xây dựng là bằng cây và là nhà sàn để tránh thú dữ. Như vậy, chúng ta vừa quan sát hai ngôi nhà ở vùng quê và ở miền núi. Quang cảnh nhà ở vùng quê thường có như rất nhiều cây cối, có đống rơm, hồ sen, có lũy tre xanh mát, có đồng ruộng xanh rì, xa xa có những ngọn núi. Còn nhà ở miền núi thường là nhà sàn để tránh thú dữ, xung quanh có nhiều ngọn núi, có thảm cỏ và cây xanh mát. Chúng ta vừa quan sát ba ngôi nhà, nhà của bạn An, nhà ở làng quê và nhà của ở miền núi. Như vậy, bây giờ cô đố các em, đây là nhà ở đâu? Đúng rồi, đây là nhà ở phố. Bây giờ đây là tiếp theo, đây là ngôi nhà ở đâu vậy các em? Đúng rồi, đây là nhà ở làng quê, xung quanh nhà có rất nhiều cây cối, có ruộng, có nương rẫy. Và đây là nhà ở miền ở đâu vậy các em? Đây là nhà ở miền núi, xung quanh nhà có những ngọn núi, có rất nhiều cây cối. Ở hoạt động 2, các em đã được tìm hiểu đặc điểm xung quanh ngôi nhà. Và mỗi ngôi nhà đều có đặc điểm xung quanh khác nhau. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu hoạt động 3, kể về nhà. Ở hoạt động này, các em cần nêu được địa chỉ nơi ở của gia đình mình, đặc điểm ngôi nhà, các phòng trong nhà và một số đặc điểm xung quanh nơi ở. Các em hãy cùng chia sẻ với bạn về ngôi nhà của em. Nhà bạn ở đâu? Xung quanh nhà bạn có những gì? Nếu bạn nào chưa biết địa chỉ ngôi nhà mình, các bạn có thể hỏi anh chị hoặc ba mẹ mình nhé. Các em biết không? Nhà là nơi ta em ở. Như vậy, chúng ta phải biết yêu quý ngôi nhà của mình. Và cô nghĩ tất cả các bạn ai cũng biết yêu quý ngôi nhà của mình. Như vậy, cô và các em vừa tìm hiểu xong bài Nhà ở của em tiết 1. Qua bài học này, các em cần biết được địa chỉ nơi ở của gia đình mình, đặc điểm ngôi nhà, các phòng trong nhà và đặc điểm xung quanh của nơi ở. Nhà là nơi chúng ta ở. Và cô tin tất cả chúng ta đều yêu quý ngôi nhà của mình, phải không các em? Để chuẩn bị tốt cho tiết học sau, các em hãy về nhà và vẽ một bức tranh về nơi ở của gia đình mình. Mô tả đặc điểm các phòng trong nhà, đặc điểm xung quanh của ngôi nhà. Video của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở video sau.